Thầy ơi, thầy chưa mở mic thầy ơi. Rồi, cảm ơn. Tuần rồi á thì giới thiệu cho em là các công cụ mã hóa khóa đối xứng, mã hóa khóa công khai, rồi chữ ký số. Chữ ký số thì liên quan tới cái CA, vâng vâng thì coi thử là mình áp dụng những cái công cụ đó vào trong việc bảo vệ cái nội dung trong cái ứng dụng của chúng ta như thế nào, và cụ thể là trước hết là cái email. Khi gửi email đúng không, thì chúng ta cũng có một số cái mục đích cần bảo vệ. Thứ nhất là bảo vệ cái nội dung của email để người khác khỏi xem trộm. Thì để bảo vệ nội dung thì thông thường chúng ta phải mã hóa cái nội dung đó đi. Thì cách dùng chúng ta có thể làm như thế nào? Thì trong trong cái quy trình mà trên slide á, thì em sẽ thấy là sẽ dùng một cái khóa là khóa đối xứng để mã hóa cái nội dung email, và dùng cái khóa công khai của bên nhận á để mã hóa cái khóa mà khóa đối xứng KS này chuyển đi. Và bên nhận sẽ dùng cái khóa mà khóa riêng của mình á để mà phục hồi lại cái chìa khóa KS, rồi mới lấy KS đó phục hồi lại cái thông điệp M. Xin lỗi các bạn, mình có cái cuộc gọi tí. Ờ, xin lỗi các bạn tí là các cuộc gọi là mình sợ nó quan trọng như là về bút máy. Thì quay lại cái quy trình vừa rồi trình bày cho tụi em á, là cái quy trình là mã hóa cái nội dung. Thì ở đây mình mới chỉ che nội dung thôi, chứ còn là có chữ ký số thì vẫn chưa có chữ ký số, đúng không? Chỉ có giải thích ở đây là lý do tại sao chúng ta dùng cả cái khóa đối xứng và cả cái khóa công khai trong việc mã hóa này. Thì bữa trước cũng giải thích rồi, cái lý do đơn giản là cái chi phí mà thực thi ấy, về tính toán này kia đấy, thì cái mã hóa khóa đối xứng nó rẻ hơn, năm nay là vậy. Cho đó là thay vì mình mã hóa dữ liệu trực tiếp bằng cái khóa công khai thì mình dùng khóa đối xứng để mã hóa dữ liệu để tiết kiệm thời gian tính toán, và chỉ dùng cái mã hóa khóa công khai ấy, chỉ dùng cho việc là mã hóa cái chìa khóa thôi. Cho đó là mình có cả hai cái bước thế này. Đây là toàn bộ quy trình. Toàn bộ quy trình. Rồi. Nhưng bây giờ giả sử là bây giờ chúng ta là muốn là có cái chữ ký số đi kèm với email để đảm bảo là người gửi là ai ha, và để xác thực người gửi và để bảo vệ cái nội dung. Tức là đảm bảo là không có ai chỉnh sửa nội dung hết. Thì mình sẽ áp dụng quy trình là tạo chữ ký số. Thì quy trình tạo chữ ký số là như thế này, cái dòng trên này là tạo chữ ký số. Đưa cái thông điệp M, tức là nội dung email đi, gửi qua cái hàm hash, rồi áp dụng cái chữ ký riêng, tức là private key của người gửi để mình tạo chữ ký, rồi gửi chữ ký đi kèm với cái nội dung văn bản, tức là nội dung email ra bên ngoài. Thì bên nhận họ sẽ áp dụng quy trình là xác minh chữ ký bằng cách là giải mã cái chữ ký số và đồng thời tạo một cái bảng hash khác để mà so sánh. Thì đấy là cái mà cách làm. Tuy nhiên khi áp dụng cái quy trình mà chữ ký số này vào á, thì nội dung email mình
chưa có được mã hóa. À, thì bây giờ muốn vừa mã hóa cái nội dung và vừa đưa cái chữ ký số vào luôn, thì chúng ta làm như thế nào? Thì quy trình là chúng ta lồng hai cái bước vào. Bước thứ nhất là tạo chữ ký số cho cái nội dung email. Thì áp dụng quy trình mà tạo chữ ký số. Rồi sau đó là dùng một cái khóa mà khóa đối xứng mã hóa toàn bộ cái nội dung gồm cả chữ ký và gửi qua cái internet. Rồi bên nhận thì họ sẽ phục hồi lại cái nội dung rồi xác minh chữ ký, họ làm hai bước như vậy. Rồi thì đấy là toàn bộ cái quy trình mà nếu chúng ta muốn bảo vệ cái email. Như vậy đặt lại câu hỏi của các bạn cho các bạn. Như vậy cái nội dung email mà đang dùng á có được mã hóa hay không? Câu hỏi cho các bạn ha. Cái nội dung email chẳng hạn bây giờ mình dùng Gmail. Thì nội dung có được mã hóa theo cái quy trình mà mình vừa trình bày chưa? Và câu hỏi thứ hai là Gmail mình đang dùng bây giờ đã có chữ ký số chưa? Sự yên lặng vậy. Thì bạn thương là Gmail là cao cấp hơn tí đúng không? Có thực sự cao cấp hơn không hay là thấp cấp hơn? Bây giờ muốn biết ha, mình có dùng chữ ký số hay không á, thì theo quy trình vừa rồi á, thì để mà tạo chữ ký thì mình phải có cái chứng chỉ số đúng không? Chẳng hạn tụi em dùng email bây giờ tụi em có chứng chỉ số không? Mà nếu giả sử là hiện nay mình không có chứng chỉ số có nghĩa là mình không có tạo chữ ký số cho cái email. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Không có đấy. Vấn đề thứ nhất là hiện nay là chưa có chữ ký số. Như vậy vấn đề mạo danh là vẫn có thể xảy ra đối với hệ thống email hiện nay. Đúng không? Vấn đề thứ hai là bảo mật. Thì hiện nay là dữ liệu mình gửi đi, email mình gửi đi có được bảo mật hay không? Tức là ngoài cái người gửi, chẳng hạn tụi em gửi một cái email cho mình đi, thì về nguyên tắc bảo mật ấy là chỉ có tụi em, tức là người gửi, và mình là người nhận được xem cái nội dung email đó. Bên thứ ba có được xem nội dung email hay không? Bên thứ ba ở đây là tất cả tầng tập các bên, chẳng hạn là cái hệ thống Google vân vân. Thì theo tụi em hiện nay á, là ngoài cái bên gửi và bên nhận thì còn cái bên nào khác đọc được email mình gửi đi không? Theo em là có, của bạn Thương. Như vậy là có. Vì sao tụi em biết là có? Có thì phải có cơ sở nào để em nhận định là có chứ. Tụi em muốn thử không? Chỉ có thử. Thử đúng không? Bây giờ giả sử là tụi em soạn cái email. Mà viết tiếng Anh càng tốt nữa. Gửi cho bạn mình. Và soạn một vài cái như vậy. Trong đó là trao đổi vấn đề là mua cái laptop. Cụ thể là mua cái MacBook hay là mua một cái máy nào đó mà nổi tiếng tí. Trao đổi vào vài lần. Chẳng hạn là MacBook này giá bao nhiêu, rồi mua đâu, vân vân. Để từ khó mà MacBook nó nổi, tức là tần số xuất hiện của nó nhiều nhiều trong email một tí. Sau khi gửi một vài cái email như vậy, tụi em vào những cái trang Facebook hay những cái trang quảng cáo xem thử là cái MacBook nó có xuất hiện ở trước trong quảng cáo không? Dạ một hồi nó quảng cáo đầy luôn. Đúng không? Thì nếu như vậy á thì rõ ràng là cái việc mà Google đọc email mình là chắc rồi đúng không? Nó khỏi còn một thứ nữa đúng không? Mà nếu mà Google có thể đọc email thì cái quy trình mà mã hóa như mình trình bày vừa rồi á
là rõ ràng là không có rồi. À, như vậy các bên thứ ba đã đọc email của mình rồi. À, như vậy cái hệ thống email bây giờ có an toàn giống như là mình trình bày trên cái slide chưa? À, đó lúc nãy lúc nãy bạn Thương nó nói là hệ thống của mình có lẽ là cao cấp hơn ha, nhưng mà thực sự nó không cao cấp hơn đâu. À, Gmail là đồ miễn phí thì nó khác. À, còn nếu mà muốn bảo vệ đúng cái quy trình mà như cái trên slide mình trình bày á, thì phải có những cái hệ thống mà email chuyên biệt. Thì nó mới mới làm được chuyện đấy. À, đó là một cái ý mà chuyển cho tụi em. Rồi, à, các bạn có câu hỏi gì thêm không? Trước khi mình qua phần kế. Tiếp tục ha. Một cái ứng dụng phổ biến thứ hai là cái SSL. À, thì ở đây á, ở đây các bạn thấy là khi nào chúng ta dùng web mà có chữ HTTPS là có nghĩa chúng ta dùng SSL. À, tên đầy đủ của nó là cái Secure Socket Layer. Secure Socket Layer. Thì mục tiêu của nó là mã hóa dữ liệu từ web browser của mình đến web server. Và hiện nay thì ngoài cái ứng dụng web thì nó còn ứng dụng cho nhiều cái loại ứng dụng khác nữa. À, chứ không chỉ là ứng dụng web. À, thì nếu tụi em để ý là hầu như là tất cả các cái giao dịch thương mại điện tử hiện nay đều dùng trên cái nền là Secure Socket Layer hết. À, và giá trị cái lượng giao dịch là hàng tỷ đô la mỗi năm. À, thì cái giao thức này á nó được giới thiệu vào năm 1994. À, cũng khá lâu rồi, cái này hơn 20 năm rồi ha. 20 25 năm rồi. Nên nó còn cái tên khác là TOS, Transport Layer Security. À, nó còn một cái tên khác như thế này. À, thì thỉnh thoảng tụi em thấy là TOS, thỉnh thoảng là SL, nó vậy. Mà tên truyền thống nó vẫn là SSL. À, thì mục tiêu của nó là bảo vệ cái kênh truyền từ cái web browser đến web server. Có nghĩa là ngoài web browser và ngoài web server ra thì không cái bên thứ ba nào ở chính giữa có thể đọc được cái nội dung của thông điệp mà gửi qua cái SSL. À. À, và cái giao thức mà nó hỗ trợ là TCP. À, TCP chứ không phải là UDP ha, nó chỉ hoạt động trên TCP thôi. À, thì cái vai trò của nó như thế nào? À, thì thông thường ha, nếu chúng ta nhìn ba cái tầng trên của network á, thì thường là chúng ta viết ở cái tầng dụng, tức là cái code ta viết này kia vân vân, tầng dụng. À, và muốn gửi ra ngoài á là chúng ta dùng TCP hoặc là UDP, nhưng mà trong cái ngữ cảnh SSL này á thì mình chỉ dùng TCP. À, và dưới nữa là cái giao thức IP, nó ba tầng như vậy. Thì lớp SSL có thể là một cái lớp chen ngang, nó nằm giữa application và TCP. Có nghĩa là nếu ở chiều gửi, khi ứng dụng mà nó gửi dữ liệu đi, thì qua cái lớp SSL này dữ liệu được mã hóa, và mã hóa rồi nó sẽ bỏ vào trong cái gói tin, cái payload của của TCP á, là dữ liệu mã hóa. Do đó là bên ngoài họ chỉ đọc được cái header của TCP thôi, chứ họ không học không đọc được cái nội dung của cái gói tin TCP thì được mã hóa. Ở đầu nhận thì ngược lại, ngược lại thì dữ liệu đi qua SSL này nó được giải mã và nó trả lại cho ứng dụng. À, như vậy là khi mà chúng ta dùng 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 SSL á, thì cái ứng dụng mình không cần phải viết lại. À, thì cái việc mà mã hóa giải mã này nó tự động nó giải quyết nếu chúng ta dùng cái thư viện SSL. À, nó cung cấp là cái application programming interface API để cho ứng dụng để làm chuyện này. Rồi, thì cái SSL á, thì mục tiêu nó cũng giống như email lúc nãy. À, nhưng mà nó khác một tí là nó có hai đối tượng là client và server, nó trong cái mô hình ứng dụng trực tiếp như vậy. Còn đối với email thì giữa người gửi và người nhận, nó có khác một tí. À, thì ở đây chắc là mình lướt nhanh qua những cái chi tiết trong đó ha. Ông quan tâm có thể đọc thêm, nhưng mình chỉ tập trung vào cái mà cái quy trình quan trọng nhất của nó. À, nó hơi dài.
Nhưng mà quy trình quan trọng nhất là chỗ này, tức là cái nguyên tắc của nó hoạt động là ở đây. Thì một bên là phía client, trong ví dụ này là Alex với client, và một bên là phía server, trong ví dụ này là Bob. Mục tiêu của SL là bảo vệ cái kênh truyền từ phía client server, đảm bảo là dữ liệu gửi đi giữa từ client lên server là không bị bên thứ ba để xem được. Thì ở đây cái đối tượng server thì sẽ có cái chứng chỉ số, tức là họ phải đăng ký trước các chứng chỉ số, các public key. Còn phía client thì không cần gì hết, chẳng hạn khi chúng ta dùng, chúng ta chỉ cần mở browser lên thôi, chúng ta không cần phải có chứng chỉ số để mà dùng cái giao thức SSL này. Nó khác với email lúc nãy. Email lúc nãy là muốn dùng cái chữ ký số chẳng hạn thì chúng ta cần phải có cái chứng chỉ số. Còn đây thì không cần, mà mọi thứ là do cái phía server nó cung cấp hết. Thì bước đầu tiên như thế nào? Ở bước số 1, khi mà phía browser kết nối với phía server thì giống như là gọi là hello vậy, ở đây gọi là handshake mặt tay đấy. Thì phía server sẽ phản hồi và đồng thời là server sẽ gửi về một cái chứng chỉ số của mình. Thì chứng chỉ số các bạn biết rồi, nó có cái public key của phía server, và dĩ nhiên cái chứng chỉ số này là phải được xác thực, tức là nó phải hợp lệ thì mới sử dụng được. Và kết thúc. Thì khi mà có cái chứng chỉ số rồi đó, thì phía client này nè là có public key của phía server, phía client mới tạo ra một cái khóa đối xứng, tức là cái KS, một cái KS, tức là dùng cái giải thuật là khóa đối xứng. Cái KS là một khóa ngẫu nhiên được tạo ra và sử dụng trong cái session từ đây đến cuối thôi, và sau đó nó hủy. Thì khi mà tạo ra KS rồi á, thì phía client này sẽ dùng cái public key của phía server này mã hóa cái KS này. Đây người ta không để, nhưng mà biết luôn người ta, em thấy nó có một cái KS này. Mã hóa KS này và chuyển phía server. Thì sau bước chuyển là phía server sẽ có cái KS đây. Tuy nhiên là giữa cái client và server nó phải thống nhất nhau một số thứ nữa, chẳng hạn cái giải thuật nào sẽ sử dụng, ai mà sử dụng. Thì nó có nhiều giải thuật khó đối xứng khác nhau. Thì những giải thuật này sẽ sử dụng vân vân. Thì nó có gọi là cái cipher spec này kia vân vân. Nhưng nói nôm na là hai bên sẽ thống nhất nhau cái giải thuật sử dụng và thống nhất nhau cái khóa sẽ được sử dụng. Thì khi mà hai bên có cái khóa KS rồi á, thì toàn bộ dữ liệu đi hai đầu này sẽ được mã hóa thông qua KS này. Dữ liệu như này là mã hóa thông qua KS này. Thì đấy là cái quy trình mà sử dụng SSL. Còn cái chi tiết như thế nào thì các bạn đọc thêm. Rồi, thêm một cái ứng dụng khác là cái IP Security. IP Security là nó Network Layer Security. Thì lưu ý là cái SSL nó chỉ hỗ trợ là mã hóa cái dữ liệu ở tầng ứng dụng đi xuống và dùng với giao thức TCP. Còn nếu mà chúng ta làm sâu hơn một tí, làm ở tầng network á, là toàn bộ dữ liệu ở tầng ứng dụng hay là ở tầng transport đưa xuống đều bị mã hóa, đều được mã hóa. Cho nó hỗ trợ luôn là cái TCP, cái UDP, rồi những cái vấn đề giao thức khác để được mã hóa. Và khi làm ở tầng bên dưới, thì những cái ứng dụng trên á, mình không quan tâm nữa. Thì nó có một cái giải pháp người ta gọi là cái Virtual Private Network. Cái lẽ tụi em dùng nhiều rồi. Cái tên nó là VPN. Thì VPN á, dùng như thế nào? Dùng như thế nào? Không biết là trong lớp mà các bạn nào dùng VPN chưa, không biết. Chắc là dùng rồi. Cái lý do ban đầu á, thì VPN nó đơn giản thôi. Thì giả sử là mình làm việc cho một công ty, một tổ chức, đúng không? Và khi mà mình làm việc ở tại văn phòng, tức là tại dùng cái mạng của công ty trực tiếp tại văn phòng, thì mình có thể là dùng được máy in, có thể dùng được là những không gian lưu trữ chung vân vân, trong cái nội bộ văn phòng đấy. Nhưng mà khi mà giả sử mình đi công tác ở xa, thì ở xa thì mình dùng cái mạng của một bên khác cung cấp,
À, như vậy mình sẽ có một địa chỉ IP khác. Đấy, nói nôm na là mình ở khác cái subnet, mình không ở cùng một mạng LAN. Mà khi không ở cùng một mạng LAN á, mình muốn dùng cái không gian lưu trữ chung đặt ở ở cái mạng nội bộ của công ty chẳng hạn, hay là muốn dùng cái máy in ở mạng nội bộ công ty chẳng hạn, à, thì không được, là tại vì nó phải đi qua router vân vân. Thì cái VPN là nó là một cơ chế là để mình mặc dù là ở xa không dùng cái mạng nội bộ, nhưng mà nó tạo ra một cái kênh kết nối trực tiếp từ cái vị trí của mình đến cái mạng nội bộ, để mà toàn bộ dữ liệu từ cái máy tính đến cái mạng nội bộ là được mã hóa. Và cái máy tính mặc dù là ở xa nhưng mà vẫn được xem như là một bộ phận của cái mạng nội bộ, thì nó có quyền tiếp cận những cái tài nguyên mà trong cái mạng nội bộ. Thì đây là có một cái sơ đồ rõ hơn cái này. Thì giả sử là đây là cái mạng của công ty, cái mạng chính, nó có cái router rồi có những cái máy tính trong mạng nội bộ, có những cái server, những cái tài nguyên đấy. Đây là mạng của một cái chi nhánh. Chi nhánh thì nó cũng tương tự, nó cũng có những cái thiết bị. Và giả sử là một cái nhân viên của công ty đang công tác ở đâu đấy, sử dụng một laptop mạng bên ngoài. Thì vấn đề là mình muốn là có một cái cơ chế như thằng nào đó để tất cả các máy tính này hoạt động như là nằm trong một cái mạng riêng của công ty, và vai trò là như nhau. Do đó người ta gọi là cái private network là vậy, và virtual. Tuy nhiên là nó không là hoàn toàn vật lý, do đó người ta gọi virtual là vì vậy. Thì cái VPN nó sẽ phủ những cái kết nối này để mà đảm bảo là các cái máy tính ở đây, các máy tính đây được đối xử như một máy tính trong cái mạng mạng của cái headquarter. Dĩ nhiên là khi ta nói là đối xử như một cái máy tính trong cái mạng headquarter, có nghĩa là nó sẽ có một cái IP trong cùng subnet với cái mạng này. Thì coi thử chúng ta làm thế nào ha. Thì ở đây nó có một số cái cách tiếp cận. Thì một cách tiếp cận là nó tạo một cái kênh trực tiếp từ cái máy tính này đến máy tính kia, và thông qua đường truyền mạng nó tạo một cái kênh kết nối này, và dữ liệu từ máy tính kia được mã hóa. Thứ hai là nó qua cái router, tức là qua những cái X router. Ở đây, tức là cái router sẽ hỗ trợ VPN. Như vậy từ router đến router này là dữ liệu được mã hóa. Thì ở đây là hai hai cơ chế ha, cái là qua router, cái làm trực tiếp từ trên máy. Thì cái chi tiết này chắc là mình lướt qua cho nó nhanh, để tụi em nắm cái tổng thể thôi. Thì khi mà sử dụng á, nếu tụi em nhìn cái sơ đồ, tụi em sẽ thấy đây, giả sử là đây là cái mạng của công ty, đây là mạng của chi nhánh. Hai router này nó có kết nối ra bên ngoài, và nó tạo ra một cái kênh giống như một cái đường hầm đấy, kết nối hai bên, và dữ liệu từ router này qua router kia được mã hóa. Nhưng mà những router này sẽ có những địa chỉ IP thật. Nhưng mà khi kết nối rồi á, thì những địa chỉ này thì nó giống như là trong cùng một cái subnet. Mà khi mà địa chỉ mà nằm cùng một subnet rồi á, thì nó giống như là cùng một mạng LAN, vân vân. Thì nó có quyền truy cập ở mạng nội bộ như nhau. Nào, đây là một số công cụ mà để đảm bảo nó an toàn thôi ha. Đây là cái chi tiết thôi, mà mình lướt nhanh qua những chi tiết này. Rồi, thì nôm na là cái trong cái phần mà security mà ở tầng tầng network á, thì người ta tập trung nhiều vào cái VPN. VPN thì nó tạo ra một cái kênh truyền được mã hóa tầng network ha, từ đầu này qua đầu kia, và giúp cho một cái thiết bị ở bên ngoài giống như là một cái thiết bị nằm trong cái mạng
cục bộ. Mà khi mà cấp mạng cục bộ rồi thì nó được tiếp cận tài nguyên, có địa chỉ IP subnet vân vân, là mọi thứ rồi trong 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 mạng nội bộ. Thì ở đây em biết là tụi em đã dùng cái VPN chưa? Thì vừa rồi mình trình bày qua là cái giao thức SSL và cái VPN, tập trung là giới thiệu cái VPN thôi. Còn cái nguyên lý hoạt động đằng sau bên dưới của nó, tụi em có thể tham khảo. Thì các bạn có dùng VPN chưa và dùng cho mục đích gì? Tụi em dùng VPN cho mục đích gì? Cái phải giống như là cái VPN mà trình bày trên trên slide không? Dùng để xem trang web ở nơi khác. Tại sao dùng xem trang web nơi khác mà phải dùng VPN? Không, mình muốn dừng ở đây để trao đổi để tụi em hiểu được cái cách dùng, là tụi em hiểu được cái vai trò của VPN ở đây như thế nào. Các bạn có thể thực ra trả lời chỗ mà trao đổi bằng thương á. Rồi. Giải thích bằng thương là một số trang web là nó chỉ dành ha, nôm na mà nó từ chỉ dành cho truy cập ở tại một cái quốc gia nào đó thôi. Đúng không? Trong khi mình ở Việt Nam thì mình không truy cập được cái trang web đấy. Thì thông qua cái kênh truyền VPN, như mình nói lúc nãy là một thằng network, do đó là cái máy tính của mình giống như là một bộ phận của cái một cái mạng ở bên ngoài. Thì cái VPN server nó phải nằm ở một cái mạng ở ngoài Việt Nam chẳng hạn. Và khi mà chúng ta kết nối qua hệ thống VPN á, thì lúc đó là cái máy tính chúng ta được xem như là một máy tính của một phần, là một phần của cái mạng của bên ngoài, tức là nơi đặt cái VPN server đấy. Và thông qua VPN server là chúng ta có thể là kết nối được cái tài nguyên mà được giới hạn cho một khu vực ở đấy. Thì đó là VPN. Là vậy. Như vậy nó khác với SSL ha. SSL thì nó chỉ mã hóa thôi, còn cái địa chỉ này kia hết là vẫn là địa chỉ của cái mạng mình hiện tại sử dụng. Còn VPN thì là mình trở thành một bộ phận của một cái mạng khác mà nó đối xử là tầng network luôn. Do vậy là khi mà ra ngoài là chúng ta có thể là được đối xử như là một cái thành viên của một cái mạng ở mà nơi mà mình đặt cái VPN server đấy. Các bạn có thắc mắc gì thêm chỗ này? Không thắc mắc gì thêm ạ. Rồi, nếu không thắc mắc gì chúng ta tiếp tục ha. Một chủ đề nữa liên quan tới cái bảo mật trong cái mạng LAN không dây, tức là wireless LAN đấy. Thì ở đây ấy, thì tụi em dùng là tụi em biết rồi. Khi mà dùng wifi thì chúng ta hay có cái việc mà nhập cái passphrase vào, chẳng hạn kết nối vào một cái SSID đấy và nhập cái passphrase vào để mà sử dụng cái mạng wifi đấy. Thì thực tế là cái passphrase nó không an toàn, tại vì có rất nhiều người dùng chung một passphrase, mà đã có hơn 2 người dùng, 3 người dùng một cái passphrase rồi thì coi như nó không còn bí mật nữa rồi. Người ta có thể chia sẻ passphrase đó cho người sử dụng. Mà khi làm như vậy rồi á thì có nghĩa là sẽ có nhiều người dùng. Và không an toàn. Như vậy cái passphrase nó dùng để làm cái gì? Nó có giúp là bảo vệ cái dữ liệu của mình ở trên mạng không dây không? Thì với cách vận hành như hiện nay á thì cái passphrase nó không có ý nghĩa gì hết. Cái passphrase chỉ giúp là hạn chế cái quyền truy cập vào mạng wifi thôi, chứ nó không có ý nghĩa là bảo vệ dữ liệu trên mạng wifi đó.
Do vậy là cái việc mà bảo vệ cái dữ liệu của mình á, như thế nào trên mạng wifi á, đó là chuyện của mình. Đúng không? Thì mình mà ở đây mình tức là mình không nói cái kỹ thuật của cái IP này kia, mình bỏ qua cái đấy. Nhưng mà chỉ nói tụi em là cái làm thế nào ha, cái ý thức thế nào để mà bảo vệ cái hệ thống mình thôi. Thì quay lại ha, là cái những cái giao thức mà chẳng hạn là dựa trên Black Friday ấy, đấy, mục tiêu chỉ giới hạn lại cái người có quyền truy cập vào cái mạng wifi ở một access point nào đấy. Còn việc bảo vệ như thế nào là chuyện của mình. Thì cách lưu ý một tí thế này, khi tụi em mà dùng cái mạng wifi của một cái quán cà phê hay là một cái nơi nào đã cung cấp, thì rõ ràng là máy tính mình á là một thành phần của cái mạng LAN do nơi đấy cung cấp. Mà đặc điểm mạng LAN á, thì nó có cái đặc tính là broadcast đó, tức là những cái máy tính trong LAN á, thì có thể là broadcast, tức là gửi một mẫu tin là những máy tính khác trong mạng LAN để nhận được. Thì cái thuộc tính của mạng LAN thì tụi em biết rồi. Và cái mạng LAN đó nó có an toàn hay không thì mình cũng không biết được. Thì có thể là khi mà máy tính mình gia nhập một cái mạng wifi của người khác, tức là mình gia nhập mạng LAN của người ta, thì người ta có thể dùng những cái công cụ mà thông qua cơ chế broadcast đã thâm nhập vào máy tính của mình và ăn cắp dữ liệu trên máy tính mình. Chuyện đó là chuyện có thể xảy ra. Thì cái này tụi em có thể thử ha. Khi mà mình dùng mạng wifi thì trên Windows á, thì thường nó có cái gọi là cái network hay network place, tùy phiên bản Windows nó có những tên khác nhau, nhưng mà cho phép mình là vượt qua những cái máy tính mà kết nối với cái mạng wifi đấy, trong mạng LAN đấy. Và nếu mà mình chia sẻ cái gì đấy nội bộ thì người khác có thể đọc được, hoặc là mình có thể đọc được cái dữ liệu mà người khác chia sẻ cho mình. Do vậy là khi mà dùng cái máy tính mà hay dùng cái mạng công cộng á, thì lưu ý là nên tắt cái chế độ chia sẻ đi, còn nếu không thì người ta sẽ xâm nhập vào cái máy tính của mình để mà lấy dữ liệu. Cái thứ hai nữa là cái nguyên lý hoạt động của Ethernet hay mạng LAN tụi em cũng biết. Dữ liệu mang tính broadcast, tức là mình gửi đi thì người khác nhận được hết, có thể dùng wireshark hay những công cụ khác để mà bắt gói và mở được thông tin ra. Như vậy là dữ liệu mình gửi đi có thể được có thể bị người khác đọc được. Thì vậy để bảo vệ cái dữ liệu của mình á, khi dùng những cái mạng mà bạn wifi như vậy để mà truy cập internet á, thì cần lưu ý là phải dùng những cái cơ chế giống như là SSL hay là VPN này kia để mà mã hóa dữ liệu mình đi, cho nên không là nó sẽ không an toàn. Và lưu ý là những cái VPN mà dùng ở công cộng hiện nay mình dùng á, chẳng hạn là free VPN á, thì những cái đó là không tin cậy được ha. Dùng để lướt web và truy cập những cái trang web mà không quan trọng thì được, chứ dùng cái VPN đó mà truy cập vào những cái giao dịch quan trọng thì nên cẩn thận. Tại vì cái VPN server nó sẽ đọc hết tất cả dữ liệu mình gửi đến, mặc dù là cái kênh kết nối từ mình đến VPN server là an toàn, nhưng mà dữ liệu mình gửi đi thì VPN server đọc được hết, và đã đọc được rồi thì nó có thể mở ra nó xem hết. Thì đó là cẩn thận. Chỉ cái VPN nào đó mà mình biết tin cậy, chẳng hạn VPN của công ty cung cấp và mình tin cậy công ty đó, thì lúc đó mình mới dùng được cái VPN. Còn không thì VPN cũng không an toàn lắm đâu về mặt dữ liệu. Đấy. Thì đấy là cái một số thông tin khuyến cáo liên quan tới cái wireless. Rồi, một phần nữa là liên quan tới cái firewall. Thì mục tiêu của firewall là làm cái gì? Thì nôm na thế này, đây là cái mạng của nội bộ của mình, và đây là cái mạng internet. Thì nôm na là cái gì thuộc về mình á là an toàn, và cái gì mà không thuộc về mình là không an toàn. Thì firewall là giống như là một cái cổng nó kiểm soát cái gọi là cái gói tin nào được đi vào mạng của mình và gói tin nào không được đi vào, hay gói tin nào được đi ra và gói tin nào không được đi ra. Nói nôm na là cái firewall là giống như anh gác cửa, gác cửa để bảo vệ cái mạng nội bộ của mình. Hiểu như vậy là đơn giản nhất ha. Thì nó có một số ứng dụng cụ thể của firewall, chẳng hạn như là cái chống cái DOS. Thì DOS là thường là nó dùng những cái máy tính khác mà nó tấn công vào cái mạng mình, thì cái firewall có thể là chặn những gói tin như vậy, tức là những gói tin nghi ngờ nào đó nó chặn và nó không cho đi qua, thì lúc đó nó sẽ chặn được cái DOS.
Hoặc là nó ngăn chặn những cái việc mà tiếp cận bất hợp pháp vào trong cái mạng nội bộ của mình, người ta gọi là illegal này. Và chỉ cho phép là những ai mà có quyền truy cập vào mà truy cập ra đó, nó hai chữ hai luôn, đi vào đi ra luôn, đến cái mạng nội bộ của mình. Thì hiện nay là firewall nó không chỉ là hiện thực ở mức là mạng nội bộ, mà nó trên mỗi máy tính đều có cái tính năng firewall cả, tức là mình có thể chặn luôn dữ liệu là ra vào mỗi máy tính, ra vào mỗi mạng. Để mà chặn cái mạng nội bộ thì nó qua cái router, firewall chặn router, còn chặn máy tính thì nó chạy cái firewall trực tiếp trên máy tính luôn. Thì trong mặc định của Windows thì nó có luôn cái firewall đấy, các cái hệ thống khác cũng có mặc định trên đây, Linux cũng vậy, nó có cái mặc định cái firewall trên cái hệ điều hành đó. Còn chặn như thế nào thì ở đây nó có ba cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cái stateless bucket filter, cái stateful bucket filter. Cái stateless thì nó không theo dõi cái trạng thái của tin, còn stateful thì nó có theo dõi trạng thái các của tin. Application gateway thì nó kiểm soát cái mức ứng dụng nào ra vào được cái mạng. Thì cái stateless bucket filter thì nó làm đơn giản. Thì mỗi cái gói tin của mình á thì đều có cái header. Chẳng hạn như IP thì có IP nguồn, IP đích, TCP UDP có bậc nguồn, bậc đích, vân vân. Là những gói tin mà chẳng hạn như là TCP SYN, TCP ACK, vân vân. Thì những thông tin này nằm trong cái header. Thì cái firewall nó sẽ dựa trên cái header mà nó quyết định là cho phép hay không cho phép. Chẳng hạn nó cho phép một gói tin TCP đi qua, hoặc là nó chặn một gói tin TCP đi qua. Nó cho phép một cái tin có mã nguồn, địa chỉ nguồn là đâu đó đi qua, hoặc là chặn có tin có địa chỉ nguồn đâu đó. Thì nó nôm na là nó chỉ dùng cái header của cái tin để quyết định là có tin được ra hay vào một cái mạng nào đấy, hay được ra vào một máy tính nào đấy. Thì đó là cái stateless. Thì thường là stateless thì đơn giản. Chẳng hạn như là ví dụ này, chặn tất cả những cái tin đi vào đi ra, dùng giao thức IP, IP không? Cái IP config 7 này, và có short destination box là 23. Thì những cái có tin như vậy, tức là outgoing là UDP này, nó chặn hết, và telnet nó chặn hết, tức là những cái bọt này, bọt ba là bọt telnet. Còn protocol này là protocol 17, là protocol của tầng trên, tương ứng với cái UDP. Là chặn những gói tin đi vào dùng giao thức TCP, có cái app là bằng không. Thì cái chặn như vậy thì nó sẽ ngăn chặn là những cái kết nối từ bên ngoài, để mà thực hiện là cái TCP connection, với những cái server bên trong, mặc dù là chiều ngược lại thì được, vân vân. Thì nó nôm na là cái stateless thì nó chỉ dựa vào cái header của cái tin để quyết định là cho cái tin đi qua hay không đi qua. Thì đây là một số cái ví dụ. Chẳng hạn này muốn chặn là chặn cái gọi là outside web access chẳng hạn, thì nó sẽ hủy tất cả các cái gói tin ra ngoài đến cái địa chỉ IP, bất kỳ địa chỉ IP nào, bot 80. Dĩ nhiên nếu web server mà chạy bot khác thì nó sẽ không xử lý được. Ví dụ như vậy. Chặn tất cả những cái kết nối TCP đi vào, trừ kết nối vào web server chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là giả sử mình có web server chạy ở địa chỉ IP này và bot này, thì mình sẽ chỉ cho phép là kết nối tất cả chặn thôi, những khác chặn, vân vân. Thì đấy là cái stateless. Nó có một cái khái niệm gọi là access control list. Thì đây là giống như là cái bộ quy tắc mà các cái firewall nó áp dụng để mà nó chặn thôi. Chẳng hạn như là cái hành động allow hay là deny, đúng không? Rồi cái địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, cái giao thức bot, số bot đích, bot vân vân. Thì đây là thực ra là những cái thông tin nó nằm trong cái header của cái tin tầng transport của cái tin tầng network, và dựa vào thông tin này mình quyết định là cho phép hay không cho phép. Thì trong firewall thường là có những cái quy tắc như vậy, có thể mô tả dạng bảng như thế này. Thì cái stateless bucket filter được cái là nó nhanh, tại vì nó chỉ duyệt qua cái header của tin thôi, nó nhanh. Tuy nhiên những cái mà vấn đề phức tạp thì nó không xử lý được. Chẳng hạn như là vấn đề thế này,
tức là theo dõi cái trạng thái của những cái kết nối TCP và để ra quyết định nào đấy. Thì nếu mà chỉ dựa trên cái header của một cái tin thì không đủ để làm chuyện này. Do đó là để làm được chuyện này nó phải theo dõi một số cái gói tin liên tiếp để theo dõi trạng thái. Như vậy cái đó người ta gọi là cái stateful. Thì cái trong cái stateful ha thì nó phức tạp hơn tí. Tức là ngoài những cái thông số giống như là bên cái stateless thì nó có thêm những cái trạng thái khác để mà theo dõi cái kết nối như thế nào để ra quyết định. Còn cái application gateway á thì cái mức độ can thiệp nó sâu hơn, tức là nó can thiệp tới cái dữ liệu cái dữ liệu của ứng dụng. Tức là ngoài cái việc lấy cái header của tin thì nó còn theo dõi cả cái nội dung bên trong, chẳng hạn nội dung bên trong IP, TCP, UDP v.v. Chẳng hạn như đây là chỉ cho một số cái user bên trong mà theo net bên ngoài chẳng hạn, thì lúc đó là theo dõi ứng dụng. Thì ở đây một số cái giới hạn của firewall hoặc là của cái gateway, tức là mình kiểm soát mà dạng firewall thì các hoạt động đó chỉ dựa vào cái thông tin của cái header chẳng hạn, là cái nội dung của tin ấy, trong một số trường hợp nó không phát hiện được, giống như là cái IP spoofing này thì cái firewall nó sẽ không xử lý được. Thì thứ hai nữa là liên quan đến firewall là có vấn đề, nếu chúng ta kiểm soát mà kỹ ấy, thì như vậy là cái việc trao đổi thông tin ấy gặp khó khăn. Còn nếu mà chúng ta thả lỏng vấn đề kiểm soát ấy, thì nó sẽ có cái những cái rủi ro về cái an ninh, nhưng mà cái việc truy cập thì nó dễ dàng hơn. Thì đó là cái hai mặt. Chẳng hạn nếu giả sử chúng ta là người dùng web chẳng hạn thì chúng ta cũng không muốn là bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Thì cũng nhân tiện ở đây, lúc trước mình nhớ không phải lớp mình hay lớp nào đấy, có một bạn hỏi là nếu chúng ta mà xem phim hay chúng ta làm cái gì đó trong mạng của trường á, thì cái bộ phận admin của trường là biết hết phải không? Thì qua cái phần firewall này các bạn sẽ thấy là những gói tin mà đi qua cái router hay qua cái gateway thế này hay qua firewall thì admin trường biết hết. Vấn đề là họ muốn là xử lý ở mức độ nào thôi. Thì còn đi qua thì kết nối đến server nào, dùng cái cổng nào, ứng dụng gì thì admin của trường biết hết. Nó có một hệ thống mà phức tạp hơn, người ta gọi là cái intrusion detection system. Thì nó không chỉ mà duyệt qua cái header của cái tin, mà nó còn là đi sâu vào cái nội dung của tin, tức là gọi là deep packet inspection. Thì nó duyệt qua cái nội dung của tin, và nếu mà trong cái gói tin đó chứa những cái đoạn mã độc hại chẳng hạn, giống như là virus v.v. Thì cái hệ thống IDS này có thể nó chặn và nó ra tín hiệu cho mình có cơ chế xử lý. Thì cái DS, IDS này có thể giúp là hỗ trợ tấn công, chống lại cái tấn công DOS v.v. Thì nó hoạt động, nói chung là năm nay là nó chặt chẽ hơn. Mà chặt chẽ hơn thì lượng tài nguyên dùng cho cái việc đó nó sẽ tốn nhiều hơn. Thì ví dụ đấy ha, cái IDS là có cái sensor chẳng hạn, nó rải trên mạng và nó liên tục nó scan qua những cái gói tin, và nếu nó phát hiện những cái gì bất thường trong gói tin đấy thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống để mà chặn hay là hủy hay vân vân để mà giúp nó đi. Thì nó giống như là một cái phần mềm giám sát ấy, nằm trong hệ thống mạng của mình. Rồi thì coi như là đến thời điểm này chúng ta đã qua cái phần về network security. Thì cái chương này chỉ mang tính là giới thiệu cho các bạn thôi. Còn mà để mà giải quyết thực tế, để làm thực tế thì có cái môn học tự chọn là một mã an ninh mạng. Thì cái môn học đó sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn các cái kỹ thuật liên quan tới cái network security. Còn trong cái này, trong môn này
thì mang tính giới thiệu à, cho các bạn biết cái ý nghĩa của cái phần này trong môn học kiến thức như vậy. Rồi à, thì năm nay là đến cái thời điểm này là chúng ta đã hoàn thành cái chương số 8 và đồng thời cũng hoàn thành luôn cái chương trình đào tạo của mình à, trong học kỳ này. À, trước mắt là các bạn có cái câu hỏi hay là những cái trao đổi gì liên quan tới cái phần mà network security hay không? Phần này trừu tượng quá. Trừu tượng như thế nào? À, thương nói cụ thể hơn tí. À, thì ở đây tại vì như mình nói đấy. À, nếu mà biết về cái network security á thì mình cần có cả một cái môn học, tức là mình mất khoảng là 12 đến 15 tuần à, cả lý thuyết và thực hành để mà có được những cái kỹ năng à, liên quan tới cái mảng này à, còn cái môn mà mạng máy tính của mình á à, thì trước mắt thì mang tính là giới thiệu thôi, tức là cái mục tiêu chính của môn học này vẫn là các cái nguyên lý vận hành của mạng máy tính chứ không phải là về cái an ninh mạng. À, tuy nhiên là vấn đề an ninh á, bây giờ nó cũng là một cái chủ đề à, liên quan tới mạng máy tính. Cho đó là cái chương này là giới thiệu cho tụi em biết là cái những cái nguyên lý căn bản à, của cái vấn đề an ninh á, trên mạng máy tính như thế nào thôi. Thì vì chỉ nói về những cái nguyên lý căn bản thôi, cho đó nó trừu tượng là vì vậy. À, để khi nào mà tụi em đụng tới phần thực hành, chẳng hạn học cái môn mà một bản lên mạng đi, thì lúc đó có những bài thực hành trực tiếp liên quan tới cái phần này. À, thì lúc đó tụi em sẽ thấy được là cái cụ thể nó như thế nào, tức là bớt trừu tượng đi à. Chẳng hạn cho tụi em chạy giải thuật mã hóa rồi tìm cách phá cái giải mã đó chẳng hạn, thì lúc đó là không còn trừu tượng nữa à, nhưng vì cái giới hạn về thời gian à, cũng như là cái mục tiêu của môn học này á, đó là tụi em cũng không có cái cơ hội để mà là tiếp xúc nhiều đến vấn đề an ninh mạng ở trong môn học này. Tụi em tưởng tượng là mình có 100 mấy chục slide mà trình bày trong vòng khoảng là một buổi ha, thì tụi em biết là nó như thế nào rồi. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Tức là ở đây thì nếu mà có vấn đề gì không rõ thì mình sẽ giải thích nha. Còn nếu mà không có thắc mắc gì thôi, ta đứng lên ngồi xuống, giải lao khoảng 10 phút, sau đó quay lại. Thì phần sau thì tập trung vào cái chuyện là hỏi đáp, giải đáp những cái thắc mắc của môn học này. Giống như là cái buổi ôn tập vậy. Thì các bạn là chuẩn bị trước những câu hỏi, cái gì thắc mắc thì nêu luôn để mình xử lý trong cái nữa sau.